Người sẽ nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà thực hiện nó bằng cách nào? Cái này mới khó, đúng không các bạn? Thật ra không có cái gì là nó quá sức chúng ta nếu như chúng ta làm theo một số những cái nguyên tắc. Tôi có 9 cái chữ cái mà tôi nghĩ là các bạn cần phải nhớ cái này, để lúc nào chúng ta làm sai thì chúng ta nhớ lại cái này. Trong môi trường làm việc của chúng ta, một cá nhân thành công trước hết phải học cách yêu thương. Yêu thương người khác, yêu thương đồng nghiệp, yêu thương khách hàng của mình. Khi các bạn yêu thương người nào thì người đó cảm nhận được ngay. Yêu thương nhé. Cái thứ hai là cái người đó trong mỗi ngày làm việc của mình phải thể hiện một cái tâm thế của sự vui mừng. Lúc nào chúng ta cũng tập trung vào những cái tin tức tích cực, những cái tin vui có thể chia sẻ cho người khác. Nếu chẳng may có tin buồn xảy ra thì chúng ta cũng nghĩ ra cách gì đó làm nhẹ cái tác hại của loại tin tiêu cực này đi ha. Giống như gặp một cái người con gái, một cái người phụ nữ lớn tuổi mà hỏi tại sao em không có chồng là căng. Chúng ta phải hỏi chắc có lý do nào đó khiến em chưa chịu lấy chồng. Nó khác đi. Tức là chúng ta làm nhẹ đi cái vấn đề tiêu cực, yêu thương vui mừng. Cái thứ ba là các bạn phải là cái nguồn mang tới bình an cho người khác. Bất kỳ lúc nào đồng nghiệp bạn bị khủng hoảng, khách hàng bạn bị khủng hoảng, khi họ gặp bạn, bạn phải là người mang tới bình an. Yêu thương, vui mừng, bình an. Cái thứ tư là nhịn nhục. Nhiều người nói tôi nhịn tôi sẽ nhục. Không nhục đâu. Nam cao có nói kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình, chứ không phải kẻ dày người khác dưới gót chân của mình. Cái người có khả năng điềm tĩnh cao, đó là cái tố chất rất quan trọng của người lãnh đạo. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ. Chúng ta có một lòng tốt đối với người khác. Có thể trong cái ca làm việc của chúng ta, nó không phải cái công việc của chúng ta, nhưng mà chúng ta thường có cái tinh thần giúp đỡ. Chúng ta sẵn sàng cover, tức là làm những cái công việc mà chúng ta nghĩ là có thể ích lợi cho người khác. Cái sự nhân từ của chúng ta. Cái thứ sáu là hiền lành. Người ta rất khó thể tuyển dụng và đón tiếp một người nào có cái tố chất nóng nảy mà dễ xử người khác đẹp lắm. Người ta rất sợ cái đó. Nhưng người ta luôn đánh giá cao và có sự tôn trọng đặc biệt đối với những người hiền lành. Như vậy cái tố chất số mấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, nhịn nhục, hiền lành, trung tính. Cái thứ bảy, bất kỳ lúc nào mà bạn thỏa hiệp với sự trung tính thì lúc đó nó sẽ nguy hiểm. Tức là chúng ta đánh mất đi cái sự trung tính của chúng ta đó. Lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái sự trung tính của chúng ta, từ cấp trên cho tới cấp dưới, trong tất cả mọi việc mà chúng ta làm. Cái bản lĩnh của chúng ta nó thể hiện ở cái sự chúng ta có bản lĩnh để nói thật hay không. Cái sự trung tính ngày hôm nay trong xã hội của chúng ta rất thấp. Mà khi mà cái lòng tin thấp thì chi phí tăng. Lòng tin thấp, chi phí tăng. Stephen Covey còn có nói câu này: trong quan hệ kinh doanh, khi lòng tin thấp sẽ đòi hỏi rất nhiều giấy tờ, đóng mộc, công chứng, đủ mọi phòng ban lưu cái này. Bởi vì người ta không tin nổi cái lời hứa của các bên có liên quan. Do đó cái chi phí quản trị nó tăng lên. Trong mối quan hệ cá nhân, khi lòng tin thấp, ví dụ như anh này, anh có cô người yêu, lúc nào cũng nhắn tin giờ này anh đang làm gì, ở đâu, một ngày gọi 10 cuộc điện thoại, thì chi phí điện thoại có phải tăng không? Bất kỳ lúc nào lòng tin thấp thì chi phí tăng. Một nền kinh tế mạnh, một doanh nghiệp mạnh là nơi đó lòng tin của người ta cao. Tôi không thấy bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mạnh mà nơi đó mọi người nghi ngờ nhau cả. Cho nên để có được lòng tin cao, nó đòi hỏi từng cá nhân phải trung tính. Cho dù cái giá phải trả cho sự trung tính đó nó có cao như thế nào, thì sự trung tính vẫn là cái tố chất để tạo nên một vĩ nhân. Chúng ta nên nhớ điều đó. Còn nếu chúng ta thiếu sự trung tính này thì chúng ta có thể là vĩ nhân nhưng kèm theo chữ tạm thời. Báo chí đã phanh phui rất nhiều việc liên quan đến các đại gia kinh doanh. Sự trung tính khi phát hiện ra họ không có, cho nên họ phải trả cái giá sau rất nhiều năm xây dựng, và cuối cùng họ đánh mất đi cái đó. Đó là cái tố chất thứ 7. Cái tố chất thứ 8 trung tính, cái tố chất thứ 8 là mềm mại.
Tức là đứng trước những cái vấn đề hóc búa, đứng trước những con người khó chơi, chúng ta đừng sử dụng những cái gì mà mang tính là đối đầu ha. Hai cái triết lý kinh doanh, một là yêu thương và phục vụ, hai là đối đầu và kiểm soát. Cái mục đích sống của chúng ta phải chọn hai cái triết lý này trong cuộc sống. Cái yếu tố mềm mại nó liên quan đến yêu thương và phục vụ. Tất cả những cái công ty lớn, những cái công ty có ảnh hưởng, người ta đều thấy rằng cái số lượng khách hàng mà họ phục vụ thường đông hơn rất nhiều so với những cái công ty khác. Bạn càng phục vụ càng nhiều người chừng nào thì việc thành công về tài chính của bạn càng cao chừng đó. Cái số 9 cũng là cái cuối cùng, đó là tiết độ. Tức là bất kỳ cái việc gì chúng ta cũng làm, nó vừa phải, nó cân bằng. Chúng ta đừng có lao theo cái công việc quá sức. Chẳng hạn như một tuần thì chúng ta phải nghỉ một ngày, đó là luật. Mà luật này không phải luật của nhà nước, mà luật của Thượng Đế. Một tuần là phải nghỉ một ngày. Bởi vì khi mà sáng tạo con người thì Ngài biết rằng con người cần phải có cái sự nghỉ ngơi để cân bằng. Chúng ta biết tại sao Steve Jobs chết sớm? Bởi vì ông làm việc quá sức. Ông bất kể, ông đam mê và ông thiếu đúng cái yếu tố thứ 9, đó là tiết độ. Ông phải làm chừng nào mà nó hoàn hảo, chừng nào mà nó đạt được cái chuẩn cao nhất, bất kể đến sức khỏe. Bây giờ ông chết, ông để lại được cái gì? Để lại cái điện thoại với cái tên. Rồi ông được gì nữa? Hoàn toàn không được gì nữa ngoài cái danh đó. Chúng ta nên đầu tư cho cái gì nó dài hạn. Chúng ta đừng đầu tư cho cái gì nó ngắn hạn. Cái sự nghỉ ngơi, cái sự tiết độ của chúng ta rất quan trọng để mà chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn. Khi bạn không khỏe, khi bạn mất đi sức khỏe thì bạn đừng có nói gì đến chuyện làm giàu, đừng có nói gì đến chuyện đóng góp. Bởi vì bạn hoàn toàn mất đi cái thứ quý giá nhất của con người, đó là sức khỏe về mặt thân thể của chúng ta. Ở một cái chủ đề khác tôi sẽ nói về sức khỏe tâm linh của bạn nữa. Để bạn có sự cân bằng. Nhưng mà ở đây, cái chủ đề trong vòng 15 phút sáng nay tôi chỉ dừng lại ở việc tóm lại một chút, đó là khi đi làm chúng ta tập trung cho cái công việc đúng cái đam mê của chúng ta. Thứ hai, chúng ta tiêu xài có kiểm soát. Thứ ba là chúng ta học cách đầu tư ngược lại công ty mà chúng ta đang làm việc, đồng thời mua luôn cổ phiếu của những công ty lớn trên thị trường. Thì bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian bạn phải nghĩ ra cái gì mới đó, để mà setup cái công ty của bạn. Những cái nguồn lực có sẵn bạn sẽ đi nhanh hơn. Bây giờ rất là nhiều người tôi thấy trên cái phương tiện truyền thông hay khuyến khích cái việc làm chủ. Thấy ai cũng làm chủ hết thì ai làm công? Không. Và thường tôi hỏi giới trẻ, sau khi bạn giàu bạn làm gì thì họ không trả lời được. Chủ yếu là để khỏi phải lo về tài chính, để đi chơi cho đã hơn. Điều đó không đúng. Bởi vì tất cả con người sinh ra đều phải làm việc. Các bạn đã nghe câu lao động là vinh quang chưa? Đúng rồi, nghe câu đó đúng không? Và Thượng Đế cũng yêu cầu con người là phải làm việc, chứ không có chuyện làm giàu để rồi ngồi chơi. Nhưng nếu bạn ý thức rõ cái vấn đề làm việc là một cái gọi là tiếng Anh gọi là a must đó, và bạn enjoy cái công việc đó, bạn yêu thích cái công việc đó, thì tự động cái tài chính nó đến mà bạn không phải lo lắng gì hết. Bạn làm đúng đam mê thì tự động cái đam mê đó nó sinh ra tiền. Cho nên bây giờ đã lỡ học cái ngành nào mà mình không đam mê thì chúng ta học cách yêu nó đi, chứ đừng có bỏ học giữa chừng. Tình hình xã hội Việt Nam nó không giống như xã hội Mỹ. Nếu các bạn không có bằng cấp thì các bạn sẽ gặp khó khăn khi các bạn đi xin việc, đó là một thực tế. Cho nên cố gắng học hết. Và nếu không biết làm cách nào để đam mê với cái ngành mình học á, thì gửi email cho tôi. Cảm ơn các bạn.